Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Bốc. Bữa cơm chiều hôm nay nhà mình sẽ có một món ăn, đó là món riêu ốc nấu với lại dãy khoai các bạn ạ. Đây là dãy khoai nhà mình đã làm sẵn rồi, ốc nhà mình cũng nhảy sẵn ra rồi, là chỉ việc nấu thôi. Nguyên liệu thì sẽ có ốc này, dãy khoai này, rau để nấu thì sẽ có cà chua này, lá lốt này và tía tô. Mẹ, đây là hũ mẹ nhà tự làm các bạn nhá. Các bạn có biết cùng mình chế biến món này nhá. Ốc thì hôm qua nhà mình đã làm rồi, đã luộc xong rồi, khêu sẵn nó ra và xào sẵn rồi. Đây là bát nước ốc của ngày hôm qua, mình tí nữa mình để mình nấu. Bây giờ mình sẽ đi phi thơm hành mỡ với cà chua để chế biến món này các bạn. Hành ở đây thì mình sẽ dùng một củ hành này các bạn nhá. Cà chua thì mình sẽ dùng khoảng 4 quả nhỏ 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 như này. Trước tiên thì mình sẽ đi phi thơm hành mỡ trước. Trong lúc chờ đợi phi thơm hành mỡ thì mình sẽ thái cà chua. Bây giờ thì mình sẽ đi phi thơm hành mỡ các bạn ạ. Phi hành mỡ thì các bạn chú ý là chúng ta phi cho nó hành nó vàng lên một chút để nó thơm. Sau khi hành của mình đã vàng rồi các bạn này. Đấy. Một màu vàng tương đối đẹp rồi thì mình sẽ cho cà chua vào mình xào nhá. Ở đây mình dùng mẻ nhà làm nên là rất là trắng và thơm ngon. Đảm bảo an toàn thực phẩm các bạn ạ. Mình sẽ dùng cái nước ốc này để mình lọc mẻ luôn. Mẻ này mình hơi đặc. Đây là bát mẻ và mình lọc cùng với nước ốc nha. Bây giờ mình sẽ cho vào mình nấu luôn. Trong thời gian chờ đợi mình om cà chua cho nó nhuyễn ra thì mình sẽ đi thái rau các bạn ạ. Rau ở đây mình sẽ dùng lá lốt và tía tô. Đây là hai cái loại rau rất hợp với lại ốc. Mình sẽ thái chỉ các bạn nha. Mình sẽ cho một lượng rau vừa phải thôi. Lá lốt với tía tô này mà các bạn nào bị đau xương khớp ấy, nhất là lá lốt này này, thì có thể hãm nước uống được. Mình rất hay uống hãm nước lá lốt để uống buổi sáng. Đây là phần rau để mình nấu ngày hôm nay này các bạn này, nó vừa phải này thôi. Rồi riêu thì mình sẽ đợi cho sôi kỹ, cà chua nhừ thì mình sẽ cho nước vào. Và khi nào chuẩn bị ăn thì mình sẽ thả ốc này và dải khoai vào trước và sau. Dải khoai mình sẽ thả trước, ốc sẽ cho vào sau cuối cùng. Cái nồi cà chua om mẻ của mình cũng đã sôi rồi các bạn ạ, tương đối là nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ cho dải khoai vào mình om luôn để cho nó ngấm mắm muối cho nó ngon, đậm đà gia vị các bạn. Này mình sẽ cho rất là nhiều dải khoai, hai người ăn như này là hơi nhiều. Mà được. Nhưng mà mình cái món này mình tương đối là thích nên mình sẽ nấu nhiều một chút. Tí nữa là lúc nào cần nấu cần ăn nên mình sẽ cho thêm nước sôi vào để cho nó vừa cái lượng ăn. Bây giờ mình chỉ om cái dãy khoai này để cho nó ngấm mắm muối gia vị thôi, nó thơm đậm đà. Và cái này mình bỏ tủ lạnh các bạn, cho nên sẽ phải cho vào sớm một chút để cho nó tan đá. Nhà mình thì những cái món này, những cái dãy khoai này thường hay sẽ mua về nhiều nhiều một tí và làm sẵn để tủ lạnh, lúc nào cần thì ăn luôn. Đấy, mình sẽ om này để khi nào nó chín thì mình sẽ cho ốc vào để nấu. Ốc ở đây thì mình đã khêu sẵn rồi, phi thơm hành mỡ, mắm muối hạt tiêu cho nó thơm rồi. Đây là bát canh dãy khoai của mình các bạn này. Thì ngon đâu.
Hôm nay mình nấu nhiều dãi khoai nên là cái nước nó rất là sệt, ăn rất là ngon. Mình hôm nay có một sơ suất là mình nấu hơi mặn mà. Cho thêm một ít nước nữa vào đỡ mặn. Tuyệt vời các bạn. Đấy, dãi khoai này. Cái này nó mềm nữa. Ăn hút cái sút phát. Tuyệt vời. Đây là mình sẽ cắt cảnh cho các bạn cái bát riêu dãi khoai nấu với ốc của gia đình nhà mình hôm nay anh em. Nấu với mẻ cho nên là chua ngon, rất là thơm các bạn. Đặc biệt là dãi khoai này, ăn mềm. Mình rất thích ăn dãi khoai này. Tuyệt vời các bạn. Ăn nó mềm ngon, ốc giòn. Quá tuyệt vời. Các bạn xem kênh mà thấy cái chia sẻ của mình vui vẻ hữu ích đăng ký của mình nhá. Mình sẽ kết thúc video đây để tập trung vào ăn bữa cơm.